Sau 3 ngày xét xử, sáng 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt nhóm 8 bị cáo lừa đảo bán đá thiên thạch giỏm, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của một cá nhân từ 10 tới 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho người bị hại 300 triệu đồng. Theo cáo trạng, tháng 5 năm 2017, biết ông Sang thường mua đá quý về bán lại kiếm lời, nên bị cáo Phan Thành Dư, trú thành phố Hồ Chí Minh, bàn với Lê Anh Nguyên, trú tỉnh Bình Thuận, lừa bán đá thiên thạch giỏm cho ông Sang. Các đối tượng tìm thêm một số người dân tộc Chăm, Turu, Gia Lai để đóng giả gia đình sở hữu viên đá thiên thạch này và lừa chiếm đoạt 1 tỷ 300 triệu đồng. Sau khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã nộp lại 900 triệu đồng.